Xin chào cả nhà thân yêu. Video tiếp theo em Huyền muốn giới thiệu cho cả nhà ngay tại khu vực phường An Phú Đông của quận 12. Do thời buổi kinh tế khó khăn, làm lớn thì chết lớn mà làm nhỏ chết nhỏ. Gia chủ của căn nhà này cũng vậy, ôm rất là nhiều bất động sản, tuy nhiên là sẽ không có khả năng chi trả cho những cái bất động sản cũng như là những khoản nợ ngân hàng, nên là ngày hôm nay quyết định bán đi một căn biệt thự tâm huyết ngay tại đây, là mặt đường của đường Võ Thị Thừa, và chỉ có 200m là mình đã ra tới quốc lộ 1A, rất là gần luôn, ngay khu vực quận 12. Một vị trí của căn biệt thự góc hai mặt tiền, lúc trước là giao bán với mức giá là 51 tỷ, nhưng mà thật sự bây giờ là rất cần tiền, nên là gia chủ quyết định giảm hẳn 10 tỷ cho một khuôn viên của căn biệt thự góc hai mặt tiền. Vị trí, em phải nói là xin nhấn mạnh ngày hôm nay, vị trí của căn biệt thự góc hai mặt tiền với tổng diện tích là lên tới gần 900m² và full thổ cư, với một mức giá mà chỉ có 41 tỷ. Thì theo em chia ra thì với một mức giá chỉ hơn 40 triệu cho một khuôn viên đất đẹp và có một căn biệt thự bên trong, thì mức giá này phải nói là cực kỳ rẻ và cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên là khách yêu mà mình cảm thấy vị trí của căn biệt thự góc hai mặt tiền này phù hợp với gia đình mình thì hãy nhấc máy gọi ngay với em. Và hướng bên trong đây là một khu dân cư rất là đông vui sầm uất ha. Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Sát bên nhà mình có vị trí trường, vị trí chợ này và những tiện ích xung quanh rất là nhiều. Phía bên hông của mình, bên hông này là một con hẻm lên tới 6m. Rất là rộng, phía bên trong cũng rất là nhiều những căn nhà, một hẻm thông luôn. Đó, cả nhà thấy không ạ? Vị trí bên hông của căn biệt thự này có bề ngang lên tới là 20m, chiều dài lên tới 42m, một vị trí cực kỳ đẹp luôn. Sổ hồng đã cầm tay và vị trí của sổ đẹp vô cùng vuông vức. Một mức giá tuyệt vời chỉ có 41 tỷ, vẫn còn được thương lượng thêm một chút xíu khi khách mà nhấc máy gọi ngay với kênh nha. Đây, vị trí của nhà mình và mức ranh giới từ đầu đây. Mình sẽ dạy dài đến khu vực phía bên sau. Với một lối góc hai mặt tiền, vị trí đẹp này, mình xây dựng và cải tạo mà gia chủ đang cho thuê khuôn viên này với một mức giá cũng rất là hợp lý. Phía sau của mình đi tới mức ranh giới đây. Chiều dài của căn biệt thự mình dài lên tới đây ha, mức ranh giới này, và có một lớp cổng mình đi vào lối bên hông. Phía bên ngoài này mình có thể cảm nhận được cái không gian phía bên ngoài. Tới vị trí đây. Đây là vị trí của nhà mình này. Đó. Căn này luôn hả? À? À, đây. Mình không phải là tới đây nha cả nhà, và thêm cả vị trí của một căn nhà phía sau nữa này. Đó, mình có hai căn nhà. Phía bên ngoài đây chiều dài lên tới 42m. Wow. Phải công nhận là vị trí này đẹp. Hướng này mình sẽ có một hướng, này là hướng đông bắc và hướng chính là hướng đông nam. Khi khách hàng mình tìm những căn nhà cũng như là những vị trí đẹp này thì mình có thể tham khảo vị trí của căn biệt thự này. Cả nhà thấy vị trí có đẹp không ạ? Được, căn biệt thự của mình thì xây dựng cũng theo một cái lối thiết kế cũng khá lâu rồi. Rồi mình tiếp tục di chuyển ra không gian phía trước để mình khám phá. Cùng em vào bên trong để mình khám phá chi tiết của căn biệt thự. Lối di chuyển vào cũng có cánh cổng để bảo vệ này. Một khu vực bên ngoài đó là tiểu cảnh không gian bên ngoài, khu sân vườn và căn nhà của mình này. Phía sau là một căn nhà một trệt và 3 tầng lầu. Mình sẽ khám phá phía bên ngoài trước. Vâng, em nói sơ qua, gần 900m² full thổ cư và với một mức giá là chỉ có 41 tỷ vẫn còn được thương lượng. Khi em tính em chia ra thì chỉ có hơn 40 triệu một mét vuông, thì phải nói đây chính là vị trí vô cùng đẹp luôn. Và mức giá này thì quá là rẻ, quá là hời. Phía bên ngoài là khu sân vườn. Đây, phía sân vườn. Do gia chủ nhà mình thì cũng đang cho thuê nên là mình không có cải tạo ở khu vực bên đây. Cây rất là tốt này.
lối dẫn chính vào bên trong, một lối phía bên hông này. Bên đây cũng trang trí, lúc trước là gia chủ có làm một khu vực quán cà phê nhưng mà giờ thì không kinh doanh cà phê nữa, chỉ để cho người giúp việc trông coi. Một bộ bàn trà phía sân bên ngoài rất là rộng thoáng mát. Thêm một căn phòng ở đây này, phía sân sau. Phía sau này mình cũng có thêm một lối cửa để di chuyển vào bên trong căn biệt thự. Vâng, thì gia chủ mình đang rất là cần tiền, từ 51 tỷ giảm hẳn 10 tỷ để bán đi khuôn viên căn biệt thự góc hai mặt tiền này. Chỉ còn 41 tỷ vẫn còn được thương lượng nhẹ nhẹ, nên là khách mà yêu thích vị trí đẹp của căn biệt thự này thì nhấc máy gọi ngay với em. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong nhé. Chị, cho em vào em quay bên trong đấy chứ mình. Đây, mình đã đi vào bên trong của căn nhà. Căn nhà được xây dựng cũng rất là lâu rồi, bố trí theo kiểu ngày xưa. Phía sau này, chủ nhà mình đang cho thuê làm cắt may công nghiệp. Đây là những máy móc. Phía bên ngoài này là xưởng. Phía trong là khu làm việc của phía bên trong này, và cũng chỉ làm kho thôi, khu này đang làm kho. Mình đi lên trên với em nhé. Cả các tầng ở bên trên này là chủ nhà đang cho một kho cắt quần áo, nên là mình sẽ coi sơ qua. Đây là khu vực nhà vệ sinh này. Mình đang ở trên tầng trên cùng, tầng số 1 và tầng số 2 là khách đang thuê để mình cắt may, xưởng may. Và phía em đã di chuyển lên trên không gian bên trên này. Nói chung là vị trí của căn biệt thự này thì mình sẽ ước tính về giá trị đất nhiều hơn. Căn nhà này thì cũng xây dựng lâu rồi, nhưng với một mức giá chỉ có hơn 40 triệu một mét vuông cho khu vực ngay đường Võ Thị Thừa này thì mức giá này vô cùng rẻ ha. Tổng thể khu vực, toàn khu vực xung quanh này. Vâng, cả nhà đã cùng em mình coi không gian phía bên ngoài cũng như là một phần bên trong và phía sau và khu vực bên bên trong á, thì gia chủ mình cũng đang cho thuê một xưởng may đồ đạc với lại đồ của họ rất là nhiều, nên là em cũng không có tiện quay bên trong, mình coi khu vực bên ngoài. Và cũng đang cho thuê với mức giá là hơn 50 triệu. Khi mà khách yêu thích vị trí của căn biệt thự cũng như là vị trí góc hai mặt tiền này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em. 41 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Hãy nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.